À, Con trả lời giỏi nhờ, nhớ được cả tên luôn. Giỏi thế. Con thì cháu biết, con sẽ đi tại cung cầu con sau. Thế con có biết tên không? Vấn đề con. Đố Bobby đi ông. Vấn đề là Bobby con biết tên không? Đố Bobby đi. Thế đố Bobby có mấy bạn? Tất cả. Bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ? Con đấy một tí chiêu, bởi vì là con cũng chẳng biết chẳng lỡ Bobby cũng chả đếm đi thì Bobby cũng còn đếm đâu. Thế nếu con có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái, con biết không? Sĩ số là bao nhiêu? Không biết ạ. Học sinh lớp con là bao nhiêu? Bốn mấy hay sao ấy? Bốn mấy bạn cả. Đừng thế cả. Bây giờ hỏi tên xem Bob thích chơi với bạn nào nhất? Mình thích chơi bạn nào nhất? Con rất thích chơi với bạn. Con nghĩ thế này. Thỉnh thoảng nhớ chết anh chị mà không có thì con sẽ chơi với bạn. Bạn Nhật Minh, Minh Sơn, Nhật Minh và Minh Sơn và bạn gì nhỉ? Nhật Minh cùng tên với Minh à? Đức Minh à? Nhật Minh. Minh Sơn. À, là Minh Sơn toàn Minh nhỉ? Nhật Minh này, Minh Sơn này, Đức Minh này, toàn Minh. Các bạn thông minh không? Thông minh không? Con nghĩ thêm bạn là Nhật Minh Phúc. Đấy, lại Minh Phúc lại có Minh. Đức Minh này, Nhật Minh này, Minh Sơn này, Minh Phúc này, toàn Minh ấy. Bởi vì con mang phim mượn đầu của bạn Minh Phúc. Toàn Minh thì tạo lại thế. Mình, Đức Minh toàn chơi với họ người thân Minh ấy. Ông bán hai đứa chẳng phải ông ngoan nhất. Thế là từng đời thôi. Thế Bob thích chơi với ai? Bây giờ mình hỏi Bob. Không, còn bạn này mà con hay nói chuyện lắm. Thế à? Thế là Minh Châu, lớp trưởng. Minh Châu lớp trưởng à? Con đấy lớp trưởng, cùng cầu mô đó. Đức Minh là lớp phó à con? Không, không là lớp thì cô mời con. Thế con bảo xin cô con là lớp phó à? Cũng do khi mà cô mời ai người lấy mấy lớp nhau. Thế cô giáo có bảo em nào xung phong nó trở cho trong cô không giơ tay à? Đâu, cô cho mình đứng bàn mà bạn mà cô thích nè. Cô cho mình bạn mà cô thích. Chúng ta làm bài mới này là diễn viên gì nhỉ? Mình giống như đúng nhạc của mình, đúng nhạc của mình, đúng nhạc.